chân dung ông Nguyễn Thanh Trung, ông chủ lặng lẽ của Tôn Đông Á. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần Tôn Đông Á hiện nay là ông Nguyễn Thanh Trung. Ông tốt nghiệp khoa xây dựng, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1982. Tốt nghiệp đại học xong, ông làm việc tại một đơn vị nhà nước, sau đó mới bắt đầu hành trình khởi nghiệp. Năm 1996, ông Trung tìm hiểu về thị trường, làm sản phẩm thử nghiệm, đem gia công và tìm hiểu quy trình xuất nhập khẩu. Đến năm 1998, ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Tôn Đông Á và nhà máy đầu tiên đi vào hoạt động. Sau hơn 20 năm, dưới sự lèo lái của ông Nguyễn Thanh Trung, Tôn Đông Á từ một cơ sở sản xuất nhỏ trở thành một trong những công ty hàng đầu về ngành tôn của Việt Nam. Hơn nữa, Tôn Đông Á chào bán cổ phiếu ra công chúng, IPO thành công với hơn 16,46 triệu cổ phiếu. Hiện tại, Tôn Đông Á có hai nhà máy tại khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Đồng An 2 thuộc tỉnh Bình Dương với công suất 850 tấn năm.